Thêm một cái điều nữa đó là lúc ấy mình quay ngoại hình em này mình thấy là cái dui rất vàng, là các bạn hạn chế xịt lên sơ mi trắng hay là những cái đồ trắng như khăn khủng các thứ sẽ rất khó là tẩy rửa nhá. Tom Ford Tobacco Vani, một trong những mùi hương thuốc lá nổi tiếng trong dòng Private Blend của nhà Tom Ford. Và nếu như hỏi rằng à, có mùi hương nào giống với Tom Ford Tobacco Vani không, hay là có mang một cái DNA nào đó, thì mình xin phép được trả lời cho các bạn, đó là Harman Amber Oud Tobacco Edition. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem mùi hương này giống như thế nào và nó so với Tom Ford Tobacco Vani thì có đáng mua hay không. Bắt đầu nhá. Về thiết kế của nhà này thì có lẽ là không phải nói nhiều nữa, nó đã khá là quen thuộc ở trên thị trường rồi. Và gần đây thì mình có so sánh con Harman phiên bản RU với 540 và được mọi người thích cái phiên bản RU hơn rất là nhiều. Các bạn có thể xem cái video nó hiện đâu đó ở trên này. Và hôm nay thì ngó qua một chút chỉ về cái màu sắc thôi nhá. Các bạn nhìn thấy rằng là cái tấm nhựa đằng trước nó có màu nâu, giống cái màu của thuốc lá. Và cái vòi xịt của nhà này cũng khá ok. Chai của mình là chai 60ml, các bạn có thể tìm cái size to hơn nữa. Còn về phần mùi hương của em này thì trước tiên chúng ta nói qua một chút về Tom Ford Tobacco Vani đi. Tại vì với mình đây là một trong những cái mùi hương thuốc lá khá là nổi tiếng. Và mỗi khi nhắc tới những cái sản phẩm của Private Blend thì có lẽ là bỏ qua Tom Ford Tobacco Vani đó là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Một cái mùi thuốc lá cùng với vani nó đã khẳng định được cái tiếng tăm cũng như là chất lượng của mình ở trên thị trường rồi. Và mình đã có một cái video review cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Các bạn có thể xem lại trên kênh của mình hoặc là chỉ cần search trên YouTube thôi. Tom Ford Tobacco Vani rất là nhiều để các bạn có thể tham khảo. Vậy thì mùi hương của Harman Amber Oud Tobacco Edition như thế nào mà mình lại nói là nó giống? Thứ nhất đó là khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, ngay khi vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ thấy rằng là nó khá giống một cái mùi của tuổi thơ, đó là mùi ô mai đào hay gọi là ô mai xịt chuột ấy. Nó không phải là cái vị mà các bạn cắn mà là cái mùi khi các bạn vừa mới mở cái gói ô mai ra để mùi nó sộc lên, cái mùi chua chua khô khô. Thì em này mới xịt ra nó sẽ y hệt như vậy. Cái thứ hai đó là sau khoảng tầm 5 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy thuốc lá xuất hiện. Thuốc lá ở đây thì nếu như so sánh với thuốc lá ở Tobacco Vani thì các bạn sẽ thấy là nó có sự khác biệt. Ở Tobacco Vani thì khi mà mới xịt ra mình thấy thuốc lá khá là khô. Còn đối với em này thì mình thấy là thuốc lá nó có phần tươi và có phần kiểu ướt hơn. Dễ hình dung thì các bạn chỉ hình dung là khi các bạn cầm một cái điếu thuốc lá, các bạn vò ra, các bạn vò cái giấy ở ngoài ra và các bạn nó rơi ra những cái lá, những cái thuốc lá, những cái lá thuốc ấy, xong rồi cái lá thuốc ấy nó khô thì nó là ở Tom Ford Tobacco Vani. Còn cái thuốc ở em này nó sẽ làm cái là cái điếu thuốc mà các bạn như kiểu các bạn vừa mới đi mưa mà chẳng may thì có nước mưa có ngấm một tí vào cái bao thuốc của bạn ấy, thì đấy là một cái mà các bạn dễ hình dung nhất về hai cái mùi thuốc lá ở cái phần top nốt của hai con Tobacco Edition và Tobacco Vani. Bên cạnh đó ấy, thì như bao chai nước hoa thuốc lá khác thì cái nét cay cay gia vị nó cũng sẽ xuất hiện rất là rõ để nó làm cho cái mùi hương thuốc lá trở nên nồng và rõ rệt hơn. Và cái mùi hương này ấy, khi mà mình mới xịt ra ấy, thì mình có cảm giác là nó dễ chịu hơn, cái top note của nó dễ chịu hơn so với Tom Ford Tobacco Vani. Nhưng mà nếu như mình ngửi ở trong một cái khoảng thời gian liên tục, có nghĩa là mình đưa lên liên tục mình ngửi, thì cái cảm giác ẩm ướt lúc ban đầu ấy, khi mà các bạn ngửi sâu ấy, nó lại làm cho các bạn, người các bạn cứ kiểu nôn nao như kiểu là các bạn nó bị say thuốc vậy, hay là kiểu các bạn bị say cà phê ấy, thì cái cảm giác của em này nó mang lại là như vậy, khá là lạ. Cái này thì mình nghĩ rằng là nó tùy từng người, tùy thể chất từng người, tại vì mình là một thằng không hút thuốc nên là có thể khi mà mình ngửi những cái mùi thuốc nó nhiều quá thì mình bị say, thì không biết là các bạn như thế nào. Và cái thứ hai ở em này đó là khi mà dry down ấy, các bạn sẽ nhận thấy cái sự chuyển biến rõ rệt khác nhau giữa hai con. Ở Tobacco Vani thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là khi mà vani nó xuất hiện ấy, cái nét ngọt xuất hiện ấy, thì nó rất là mềm mại và cái sự biến chuyển nó rất là nhịp nhàng. Và các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái sự blend mùi rất là nhuyễn. Còn đối với Tobacco Edition thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì khi mà cái mùi hương này xuất hiện cái nét ngọt ấy, thì mình có cảm giác là như kiểu một ai đó đang vò một đống thuốc lá bị ướt ướt để ở trên cái mặt sàn hay là trên một cái đĩa, xong rồi người ta sẽ nhỏ những cái tinh dầu vani vào. Và lúc này thì tinh dầu vani nó cần một cái khoảng thời gian và người ta sẽ dùng cái tay người ta vò trộn tinh dầu vani vào cái lá thuốc để cho nó có một cái sự gọi là blend với nhau. Nhưng mà cái khoảng chuyển biến này này, mình có cảm giác nó bị hơi bị gợn mà nó không thực sự là được mượt mà.
Nên là đối với em này thì cái sự chuyển biến nó mất khoảng tầm sau 2 tiếng xịt, thì nó mất khoảng tầm 2 tiếng rưỡi thì nó bắt đầu mới nhuyễn lại với nhau. Nó như ở các bạn phải vò, các bạn trộn nộm ấy, nộm mà các bạn cho ít nước mắm vào xong rồi các bạn trộn và mất một thời gian rồi nó bắt đầu cái nộm nó mới ngấm được cái nước mắm vào và nó mới bắt đầu kiểu mềm ra. Thì em này cũng như vậy, nghĩa là nó cần một cái sự chuyển biến, một cái độ biến chuyển giữa mùi hương nó hơi bị vấp mà nó không được mượt mà như Tom Ford Tobacco Vanille. Và sau khoảng tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi ở trên da thì Tom Ford Tobacco Vanille và Tobacco Edition này thì mùi hương nó gần như nhau, gần như giống hệt nhau. Đến khoảng dry down thì mình cảm thấy là nó giống hệt nhau. Và em mình ấy thì cũng có bán nước hoa và có chiết nước hoa thì nó có bảo là em gửi cái phiên bản này khá là giống với những cái phiên bản 1 lít. Thực ra thì có vài một câu chuyện về cái phiên bản 1 lít của nhà Tom Ford ấy, ngửi thì có cảm giác nó bị nhạt hơn. Em này thì thằng em mình ngửi ban đầu bảo là mới đầu ngửi nó xanh mà ướt hơn, còn dry down thì nó na ná nhau với những cái phiên bản kia. Còn ở những cái phiên bản 50ml thì các bạn ngửi thấy mùi nó dày dặn hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu như để nói đây là một cái phiên bản clone thì nó khá là ok. Cái vấn đề các bạn cần quan tâm tiếp theo với một mùi clone đó chính là về cái độ bám tỏa như thế nào. Thì mùi hương này nó tỏa tốt trong khoảng tầm một cánh tay quay đầu, hiện diện rất rõ, nghĩa là bạn chỉ cần xịt một shot thôi, nó lúc nào các bạn có thể ngửi thấy, nó không nhất thiết là các bạn phải đưa tay lên. Cái thứ hai là độ lưu hương của em này thì với mình nó trung bình ở trên da tầm 7 đến 8 tiếng, lúc nào cũng hiện diện rõ rệt. Còn thực sự thì tầm trên 8 tiếng mình thấy là nó có thể thừa sức làm được, các bạn xịt lên quần áo khi cả một ngày cơ. Và với cái mùi hương như thế này thì so với Tom Ford Tobacco Vanille thì nhiều người đánh giá là những cái phiên bản mới của Tobacco Vanille nó bị giảm về cái độ lưu hương đi. Nên là hiện tại thì em này có vẻ nhỉnh hơn so với Tom Ford Tobacco Vanille về cái độ bám tỏa mùi. Về cái phong cách ấy, thì mình nghĩ rằng là những bạn nào phải thực sự thích thuốc lá, thích thuốc lá ở trong nước hoa, các bạn phải thích thuốc lá ở Papri London, các bạn phải thích thuốc lá ở những cái chai đậm thuốc như kiểu Mancera Red Tobacco thì các bạn mới ngửi được mùi hương này. Còn nếu mà các bạn nói là các bạn thích thuốc lá ở Ja Club thì không, các bạn sang đây các bạn là một câu chuyện khác. Mùi hương này nếu như để giống một phần nào đó, mình cũng thấy rằng là nó có một cái đoạn ở giữa khoảng tầm 2 tiếng sau khi xịt, nó sẽ giống con 18.21 Sweet Tobacco. Thì nhà đấy mà mình cũng đã có review con đấy, nhưng con đấy về sau hơi ngọt. Còn ở em này thì cái nét ngọt nó được hãm lại nhiều hơn, lúc đầu con kia là lên mùi thuốc lào nhiều, em này không bị như vậy. Nhưng mà tóm lại là các bạn phải thích Papri London này, bạn phải thích Mancera Red Tobacco, bạn phải thích 18.21 thì bạn mới mua được. Còn nếu mà bạn bảo là bạn thích CK One Shot chẳng hạn này, các bạn thích Ja Club hay The One, các bạn xịt con này các bạn sẽ bị dội. Các bạn phải hiểu một điều như vậy, đây là thuốc lá nó rất là thật chứ không phải là cái kiểu ngọt xong rồi chêm chêm một tí vào thuốc lá thì nó không phải. Và cái phong cách thì mình nghĩ rằng là ngoài cái thuốc lá ra thì bạn cũng phải là một cái vai, có thể là so nó với Tom Ford Tobacco Vanille thì em này có vẻ phần trẻ trung hơn, tại vì thuốc lá ở đây mới đầu làm tươi và nó ướt nên là cảm giác nó không bị quá là kiểu gồng lên để tạo ra một cái vai quá là sang trọng, quá là dừ. Và em này thì cái thuốc, cái bay mùi như vậy mình có thể là có thể xịt vào những ngày đông hay là những cái tối điện hò, nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải mặc những cái bộ quá là sang trọng, các mặc mặc những cái bộ quần áo bình thường cũng được, hoặc là kiểu ngồi chiêu chiêu vào mấy anh em ngồi cà phê trà đá với nhau xong rồi kiểu dưới chân chung cư các thứ kiểu như vậy thì các bạn xịt mùi hương này ok. Mình đánh giá là một fan của thuốc lá và những cái ngày trời mát mẻ thì hoàn toàn có thể xịt được mùi hương này. Và chốt lại cái vấn đề có nên mua hay không, đúng không? Quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn là một người thích mùi của Tom Ford Tobacco Vanille và các bạn cần một cái mùi hương để khiến cho mọi người xung quanh bạn ngửi và thấy rằng là nó giống với Tom Ford Tobacco Vanille thì em này đáp ứng được. Còn nếu như bạn mua để bạn trải nghiệm, bạn là một người chơi thì em này như mình nói, nó cái độ chuyển biến của nó có sự vấp và nó thực sự không được mượt mà đó. Nhưng mà cái top nốt thuốc lá mình cảm giác là dễ chịu hơn, đấy là cái quan điểm đánh giá của mình. Và mình nghĩ là nếu như là một người chơi thì em này sẽ không được đánh giá cao, nhưng mà hãy cân nhắc thêm về vấn đề về giá nữa đó. Tất cả là quyết định của bạn, bạn cần mùi giống Tom Ford Tobacco Vanille với cái giá rẻ hơn để mọi người ngửi thì mua được. Còn nếu như bạn là một người chơi, bạn muốn
nó phải chỉn chu đến từng những cái chi tiết nhỏ thì em này không phải là một cái lựa chọn tốt. Và vừa rồi đó là quan điểm của mình về một clone của Tom Ford Tobacco Vanille, đó là Harman Amber Oud Tobacco Edition. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá như thế nào về em nó thì đừng quên việc bình luận ở phía dưới cho mình biết. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye!